Chú Chè Bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà em được một cây cúc cam chơi Tết nha cả nhà. Đặc biệt là cái này nó đang ôm nụ rất là nhiều luôn nha. Em sẽ quay một số nụ cho cả nhà xem ha. Cái cam này thì cúc cam này thì cái hoa nó màu cam cà rốt rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đây nó có đang tạo nụ hết rồi nha. Đó, em sẽ gọi cho cả nhà xem ha. Hãy sở hữu cho mình một cái cây cúc cam màu rất là lạ luôn ha, để chơi Tết nha cả nhà. Và đây là cái bộ rễ của nó. Nó có một cái dáng bay nha. Một dáng bay, cây này nó có cái hoành là 20 nha cả nhà. Hoành là 20, cao là 54 và ngang là 75. Cây này nó rép được 3 mắt bo nha. Thì cây cái tán nó rất là dài. Cái này giờ chúng ta là vừa lấy bo vừa chơi Tết luôn nha cả nhà. Đó. Cây này rất là đẹp. Một cây duy nhất thôi nha. Cây cúc cam này em bán với giá rất là hữu nghị luôn nha. Chỉ giá 600 ngàn nhập bao phải vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Đây xin mời cả nhà hãy vào xem và ủng hộ cho vườn mai của chiếc Chè Bông nha. Đây là cúc cam nha cả nhà. Giá 600 ngàn thôi. Cây rất là xum xê và lấy bo rất là nhiều và chơi Tết luôn ha. Rồi, và tiếp tục là cây số 2. Cây số 2 là một cây cúc nhị đỏ nha cả nhà. Một cây cúc nhị đỏ. Đây, cái cây này nó có cái bộ rễ rất là quái. Cái cục này rất là bự luôn nha. Một bộ rễ rất là đẹp nha cả nhà. Đó, nó là dáng giống như con ốc. Dáng giống như con ốc nha. Đó, cây này thì nó cũng đang tạo nụ rất là nhiều ha. Cái này về chúng ta cũng chơi Tết được nha. Chơi Tết rất là ok luôn ha. Cây cúc nhị đỏ thì hoa tầm khoảng 3 mấy cánh nha. Cái hoành của nó là 10. 10 thì em đo phần nhỏ đây nha cả nhà, chứ cái cũ này em không có đo nha. Cao là 35 và ngang là 40. Cây này nó đang tạo nụ nha. Rồi, cây cúc nhị đỏ này em bán với giá cũng rất hữu nghị, chỉ giá 500 ngàn thôi. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đây, đây xin mời cả nhà hãy vào xem và ủng hộ cho vườn mai của chiếc Chè Bông nha cả nhà. Rồi, và tiếp tục là cây số 3. Đây, cây số 3 là một cái cây dáng thú nha cả nhà. Nó dáng thú. Và cây số 3 này là một cái giống cúc VIP nha. Cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ. Thì hoa của nó cũng rất là đẹp. Và đặc biệt cái này thì Tết nó cũng có tầm một ít hoa để chơi nha. Em cũng thấy nó đang tạo được một số nụ kim ha. Một số nụ kim nha cả nhà. Đây, thì cái bộ rễ của cây này đây. Sẽ quay bộ rễ rất là lạ luôn nha. Đó, cả nhà thấy không? Rất là lạ. Cây này thì ghép được 1, 2, 3, 4, 5 mắt bo nha. 5 mắt bo. Cái này là cái mai rừng nên em lại lá nha. Mai rừng lại lá. Rồi đây em sẽ quay tổng thể cây này cho cả nhà xem nha. Rồi, cây cúc VIP này em bán với giá là 500 ngàn thôi nha. Chỉ 500 ngàn cúc VIP, cúc tri kỷ về là lấy bo và chơi Tết luôn nha cả nhà. Xin mời cả nhà hãy vào xem và ủng hộ cho vườn mai của chiếc Chè Bông nha. Đây, cây này giá chỉ 500 ngàn thôi, rất là rẻ luôn nha cả nhà. Rồi, và tiếp tục là cây số 4. Đây, cây số 4 là tiếp tục là một cây cúc VIP nha. Một cây cúc VIP. Đây là một cây cúc VIP. Tiếp theo là một cây cúc VIP nha. Đây, cái bộ rễ của nó nha cả nhà. Đây cũng là một cái dáng bay nha. Cái hoành của nó là 18, cao là 60 và ngang là 49. Thì cái này cái tán cũng rất là xum xê ha. Bây giờ chúng ta lấy bo được luôn nha. Đó. Cái này thì em cũng chỉ bán giá 500 ngàn. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Rồi, xin mời cả nhà hãy vào xem và ủng hộ cho vườn mai của chiếc Chè Bông nha. Xin cảm ơn cả nhà.